Ngày 3 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 418V, tìm thấy hai đối tượng chuyên gây ra các vụ trộm hiệu vàng trên địa bàn. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Trung Thành, SN1978, trú xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, và Nguyễn Văn Lâm, SN1990, trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Y đã có 4 tiền án về tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Trong đó, Thành được xác định là đối tượng chủ mưu. Theo tài liệu cơ quan điều tra, sau khi ra tù, Nguyễn Trung Thành sang Malaysia lao động. Tại đây Thành quen Lâm, cũng là đối tượng nghiện ma túy và cờ bạc. Sau khi trở về Việt Nam, do không kiếm việc làm, Thành đã rủ Lâm đi trộm cắp tài sản. Đối tượng mà Thành nhắm tới là các hiệu vàng vừa và nhỏ trên địa bàn. Khi thống nhất kế hoạch, Thành và Lâm đã nhiều lần đi khảo sát, theo dõi, nghiên cứu quy luật hoạt động của một số hiệu vàng tại Nghi Lộc, Yên Thành. Đến ngày 4 tháng 6 năm 2017, hai đối tượng điều khiển xe máy đến hiệu vàng Quán Rượu, huyện Nghi Lộc. Thành đi vào đóng giả người mua hàng, lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ hở lấy trộm một khay đựng nhẫn vàng 9.999. Số vàng trộm được, hai đối tượng mang bán với giá 700 triệu đồng. Sau đó, chạy ra xe Lâm chờ sẵn, rồi bỏ trốn. Cùng với phương thức thủ đoạn trên, đối tượng đã gây thêm hai vụ trộm vàng khác với tổng trị giá tài sản gần 2 tỷ đồng. Sau khi thực hiện chót lọt 4 phi vụ, nhận thấy lực lượng công an đang giáo giết truy tìm, chúng đã bỏ trốn sang Lào, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Hai đối tượng này bị công an Lào bắt giữ sau khi gây ra vụ trộm tại hiệu vàng chợ Đá Lả, thuộc thành phố Luông Pha Băng, tỉnh Luông Pha Băng, Lào. Sau khi phối hợp với cơ quan công an nước bạn, phòng SHS công an tỉnh Nghệ An xác định Thành và Lâm là hai đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm ở các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh. Ngày 2 tháng 10, phòng SHS công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin của cơ quan đại diện của Bộ Công an tại Lào về hai đối tượng gây ra vụ trộm tại hiệu vàng chợ Đá Lả. Trong đó có Nguyễn Trung Thành nên đã cử một tổ công tác sang nước bạn Lào phối hợp công an Lào điều tra. Cuối cùng, các đối tượng đã khai nhận các hành vi phạm tội trước đó. Ngày 6 tháng 8 năm 2017, sau khi thực hiện vụ trộm vàng tại hiệu vàng Phượng Nhân, Yên Thành, lấy trộm một khay đựng dây chuyền nhẫn trị giá khoảng 13 cây vàng tương đương 750 triệu đồng, chúng đã bỏ trốn sang Lào. Đến ngày 26 tháng 9 năm 2018, cả hai đã đột nhập hiệu vàng chợ Đá Lả, thành phố Luông Pha Băng và bị lực lượng công an bắt giữ.